vị, bị từ chối là gia vị không thể thiếu khi làm một body care mentor. Bây giờ, Phương xin kể cho các anh chị nghe về trường hợp bị từ chối của Phương nhé. Sau khi nghe Phương tư vấn về giải pháp body care với những câu chuyện chuyển đổi vóc dáng thành công, mình rất thích, nhưng lại e ngại về vấn đề an toàn của sản phẩm. Nếu là anh chị sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Phương đã áp dụng các bước xử lý từ chối sau đây và đã thành công. Thôi chắc mình không mua sản phẩm đâu. Mình có thể giảm cân mà không dùng sản phẩm được không? Mình sợ uống body care bị tác dụng phụ lắm. Thật ra thì cái việc giảm cân nó không phải quan trọng là mua sản phẩm mà là cái giải pháp nữa. Vậy thì để Phương có thể chia sẻ cho Minh nghe nhiều hơn về sản phẩm ha. Nhưng mà trước đây Minh có giảm cân chưa? À có, mình cũng có thử sức mình với giảm cân, nghe bạn tư vấn nhiều. Mình mua về sử dụng mà thấy đi ngoài nhiều lắm, kiểu như bị tiêu chảy vậy. Dùng thấy cũng giảm được một vài ký nhưng mà không thấy giống như kết quả mình mong muốn. Vậy thì cái việc ăn uống của mình như thế nào, rồi tập luyện sao? Lúc đó thì ăn uống bình thường, chỉ có cảm thấy khát nước nhiều hơn. Rồi mình thì thích đá banh nhưng mà cơ thể mệt chạy không nổi. Rồi vậy thì sau quá trình mình xài sản phẩm như vậy thì mình thấy cơ thể như thế nào? Sau khi sử dụng một tuần thì cảm thấy sợ lắm, không dùng nữa, bỏ luôn, cũng chẳng quan tâm đến số ký nữa, mà hình như bây giờ thì thấy mập hơn rồi. Minh chia sẻ có dùng một số sản phẩm và uống vào bị tiêu chảy và khá dè dặt khi dùng thực phẩm chức năng. Phương tiến hành phân tích và chia sẻ các lợi điểm sản phẩm body care để giúp củng cố niềm tin cho khách hàng. Đó, cho nên Phương rất là muốn chia sẻ cho Minh nghe, hiểu nhiều hơn về cái việc ăn uống và luyện tập trong cái quá trình mình giảm cân. Tại vì cái việc giảm cân nó không có đơn thuần là cái việc mình sẽ ăn ít nè, tập nhiều, rồi bắt đầu mình mua thuốc, mình này thuốc kia mình uống vô thì nó sẽ giảm đâu, mà nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều những cái yếu tố. Những cái yếu tố nó bao gồm là chất lượng giấc ngủ nè, thói quen ăn uống nè, chế độ dinh dưỡng, vận động thể lực, tâm trạng cảm xúc và cái lối suy nghĩ của mình nữa. Cho nên là Minh uống những cái sản phẩm đó vào, Minh sẽ cảm giác rất là mệt mỏi, sau đó thì Minh sẽ đi ngoài nhiều nữa. Thì cái việc mình không ăn rồi mình đi ngoài thì dĩ nhiên cái cơ thể mình sẽ giảm, đúng không? Bởi vậy nhiều khi mình không biết lại mua thêm tốn tiền. Giờ mà bảo mình dùng mấy thuốc đó mình không thấy tự tin lắm. Rồi thì bây giờ Phương sẽ giúp cho mình cái cách làm sao để mình có thể biết cách ăn uống một cách hợp lý. Tại vì cái việc mà mình giảm cân nó sẽ cần phụ thuộc vào rất là nhiều cái chế độ ăn của mình. Thì cái năng lượng mà mình nạp vào nó sẽ được tính bằng cái mức độ chuyển hóa cơ bản của cơ thể của mình, cộng với cái năng lượng mà mình hoạt động thể lực, nó sẽ ra được cái chỉ số mà một ngày mình cần phải nạp vào. Thì để cho Phương sẽ giúp cho mình cái cách làm sao để ăn uống nó hợp lý. Thì đây là một cái bữa ăn ha. Để mà mình có thể nạp vào một ngày một bữa ăn như vậy thì mình sẽ cần tới ba nhóm chất là chất béo, tinh bột và chất đạm. Và một cái chất còn lại rất là quan trọng đó chính là vitamin và khoáng chất nữa. Thì đây là một cái phần ăn mà Phương thiết kế cho khách hàng của Phương. Thì nó sẽ bao gồm là một cái lượng là khoảng 400 calorie cho một người. Nó sẽ đơn giản như vậy, thì mình phải ăn đủ như vậy nha. Chứ hả, không có được nhịn ăn đâu. Tại vì nếu mà giảm cân mà nhịn ăn là không có đúng khoa học nữa nha. Đó, đây là cái mình cần. Giảm cân mà không ăn thì sức đâu mà hoạt động với lại luyện tập thể thao. Đó, cho nên là Phương chia sẻ cho Minh á, thì Minh cũng đã hiểu chút xíu đúng không? Cái việc mà giảm cân á, nó sẽ tốt hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái quá trình mình cung cấp vitamin nữa. Thì đối với Minh á, thì Phương thấy là rất là bận rộn, tại vì là nhân viên tín dụng mà phải đi ở ngoài rất là nhiều, cho nên cái quá trình mình cung cấp ăn uống thì nó lại không đủ. Cho nên là Phương rất là muốn chia sẻ cho Minh về cái những cái sản phẩm hỗ trợ như thế này để giúp cho Minh khỏe hơn. Vậy theo Phương thì Minh nên sử dụng sản phẩm nào là phù hợp nhất? Ở đây là có cái sản phẩm Body Key là sản phẩm thay thế bữa ăn thuộc thương hiệu Nutrilite, là nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 1 thế giới trong vòng nhiều năm liền, được chứng nhận bởi Euromonitor. Cho nên là công ty lúc nào cũng đưa uy tín và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để giúp cho khách hàng tự tin hơn. Ở đây thì có hình ảnh thay đổi bản thân của mình và khách hàng của mình nữa trong năm 2017 tới giờ luôn. Thì sau cái quá trình mà trải nghiệm sản phẩm xong rồi thì khách hàng cũng tiếp tục tin tưởng và duy trì sản phẩm, giống như là Body Key chẳng hạn, dùng để thay thế bữa ăn vào buổi sáng hay là dùng những cái sản phẩm vitamin như thế này để giúp cho sức khỏe tối ưu hơn. À thì ra là vậy, mình cũng có nghe nói nhiều về cái bữa ăn thay thế nhưng mà chưa có thời gian tìm hiểu. Vậy còn việc luyện tập như thế nào hả Phương? Thì khi mà cái chế độ ăn thì Phương sẽ giúp cho Minh, và còn lại cái việc luyện tập thì Minh chỉ cần giúp cho Phương là đi bộ 10.000 bước mỗi ngày thôi, như vậy là đủ rồi. Thì qua những cái thông tin như vậy thì Minh có còn thắc mắc gì nữa không? Mình cảm thấy Phương chia sẻ rất là dễ hiểu và nhiệt huyết.
Hiện tại thì mình không có câu hỏi nào thêm. Phương có thể gửi thêm cho mình về cái việc cụ thể không, về chương trình nữa không? Sau khi chia sẻ, Phương nhận thấy mình vẫn chưa phát sinh nhu cầu mua hàng vì còn muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm. Phương đưa ra gợi ý như sau. Ok Minh, thì Phương sẽ viết cho mình một cái chương trình, sau đó sẽ gửi Messenger cho mình ha, cộng thêm nhiều thông tin về sản phẩm hơn nữa. Thì tìm hiểu thêm cũng tốt mà ha. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ lên một cái mục tiêu để mình cùng thực hiện. Thì Phương chúc mình sẽ có một cái sức khỏe và một cái body thật là đẹp nha. Cảm ơn Phương. Vậy là Phương đã áp dụng các bước xử từ chối để có một cuộc giao dịch thành công với Minh. Bí quyết của Phương khi xử lý trường hợp từ chối vì thiếu niềm tin thương hiệu sản phẩm này là: thứ nhất, đặt câu hỏi về sức khỏe của khách hàng, khẳng định về nguyên nhân khiến khách hàng không thay đổi về cơ thể. Thứ hai, phải có kiến thức vững để truyền đạt rõ ràng, giúp khách hàng tự tin khi giao tiếp với mình. Thứ ba, chia sẻ cho khách hàng thêm thông tin ngoài lề hoặc so sánh với nhiều giải pháp khác để khách hàng mau chóng đưa ra quyết định bắt đầu. Chúc các anh chị áp dụng thành công.